Chào các em, cô sẽ hướng dẫn các em làm bài tập và học từ vựng phần project, phần cuối của unit 1. Đầu tiên, chúng ta hãy xem qua từ vựng nhé. Project, động từ kế hoạch, dự án. Design, phác thảo, thiết kế. Greenhouse, nhà kính. Draw, vẽ. Present là trình bày, thuyết trình. Chúng ta có từ present, danh từ là món quà, hiện tại, và động từ là present, trình bày. 6. Related, tính từ có liên quan. 7. Pronounce, động từ phát âm, đọc. Hôm nay chúng ta chỉ có 7 từ vựng thôi các em. Project, kế hoạch, dự án. Project. Your dream school, ngôi trường mơ ước của bạn. Work in groups, làm việc theo nhóm. 1. Design your dream school, phác thảo ngôi trường mơ ước của bạn. Design, phác họa, phác thảo. Design, design. What does it look like? Nó trông như thế nào? Is it? Nó in a town or in the country? Nó ở thị trấn hay ở nông thôn? A boarding school? Is it? Nó có phải là một trường nội trú không? Is it a boarding school? An international school? Một trường quốc tế. Is it an international school? Nó có phải là một trường quốc tế không? Does it have? Nó có a swimming pool? Hoặc nó có hồ bơi không? A video game room? Does it have a video game room? Nó có phòng chơi game video không? A greenhouse and a farm? Nó có nhà kính hay là trang trại không? Does it have a greenhouse and a farm? Greenhouse là nhà kính, là nhà mà có mái và tường của nó được làm bằng kính, hoặc là các cái vật liệu nhựa dẻo và chịu được nhiệt độ cao, bền. Người ta trồng rau, hoa ở trong đó. Greenhouse, greenhouse. Xin lỗi các em. Câu 2. Draw a picture of your dream school. Vẽ một bức tranh ngôi trường mơ ước của bạn. 3. Present it to the class. Trình bày nó với cả lớp. Present, trình bày. Present. Present. Cô không giỏi vẽ lắm. Cô có tải một hình ảnh một ngôi trường ở đây. Các em, ngôi trường này là ở thị trấn và có 3 tầng. Có một sân rộng phía trước. Bây giờ chúng ta hãy viết bài mô tả ngôi trường nhé. Xin chào mọi người, mình rất vui được trình bày bức tranh về ngôi trường mơ ước của chúng mình. Hello everybody. I'm glad to present the dream school of our group. Is it a big school in a town? Đó là một ngôi trường lớn ở thị trấn. It is a big school in a town. It has 3 floors and 24 classes. Nó có 3 tầng và
24 lớp học. It has 3 floors and 24 classes. Có một sân trường rộng lớn ở phía trước. There is a big garden in front of the school. There is a big garden in front of the school. Chúng mình có thể chơi thể thao và rất nhiều trò chơi ở đó. We can play sports and many games there. Cũng có một trang trại ở trường của chúng mình. There's also a farm. There's also a farm. Chúng mình có thể trồng cây và hoa ở đó. We plant vegetables and flowers there. Chúng mình yêu ngôi trường mơ ước của chúng mình bởi vì nó đẹp và các bạn học sinh thân thiện. We love our dream school because it is beautiful and the friends are friendly. Chúng ta đã viết xong phần trình bày rồi đó các em. Hello everybody, xin chào tất cả mọi người. I'm glad to present the dream school of our group. Mình rất vui được trình bày ngôi trường mơ ước của nhóm chúng mình. Is it a big school in a town? Nó là một ngôi trường lớn ở thị trấn. It has 3 floors. Nó có 3 tầng. And 24 classes. Và 24 lớp học. There is a big garden. Có một sân trường lớn. In front of the school. Ở phía trước trường. We can play sports and many games there. Chúng mình có thể chơi thể thao và các trò chơi ở đó. There is also a farm. Cũng có một nông trại, một trang trại. We plant vegetables. Chúng mình trồng rau and flowers và hoa ở đó. We love our dream school. Chúng mình yêu ngôi trường mơ ước của chúng mình. Because it is beautiful. Bởi vì nó đẹp. And the friends are friendly. Và các bạn bè thì thân thiện. Tổng kết Unit 1. Now I can, bây giờ mình có thể use the words related to the topic, my new school, sử dụng các từ liên quan đến chủ đề, ngôi trường mới của mình. Liên quan, related, R-E-L-A-T-E-G, R-E-L-A-T-E-G, related, R-E-L-A-T-E-G, related. Các em đã sử dụng tốt như thế nào? Nếu tốt thì các em đánh vào tick, khá tốt thì 2 tick và rất tốt thì các em đánh vào 3 tick nha. Pronounce là phát âm đọc the sounds a and a correctly. Phát âm âm a và âm a correctly. Phát âm là pronounce, P-R-O-N-O-U-N-G-E, 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 pronounce. Các em đánh tiếp vào nhé. Use the present simple. Sử dụng thì hiện tại đơn. Use the adverb of frequency. Sử dụng trạng từ chỉ tần suất. Introduce someone to someone else. Giới thiệu một ai với một ai đó. Read about schools. Đọc về những ngôi trường. Talk about the type of school I'd like to go. Nói về ngôi trường mà mình thích học. Listen about school activities.
lắng nghe về các hoạt động của ở trường. Write a paragraph about my school. Viết một đoạn văn về trường của mình. Chúng ta tổng hợp từ vựng. Ôn lại từ vựng các em nhé. Project, kế hoạch, dự án. P-R-O-G-E-C-T. P-R-O-G-E-C-T. Project, phát thảo, thiết kế, design. D-E-S-I-G-N. D-E-S-I-G-N. Design, nhà kính, greenhouse. Các em viết nối liền dùm cô nhé. Khi viết cô bị lỗi ở đây. Greenhouse. G-R-E-N-H-O-U-C-E. G-R-E-N-H-O-U-C-E. Vẽ, draw. G-R-A-V-Đức. G-R-A-V-Đức, draw. Trình bày, present. P-R-E-C-N-T. P-R-E-C-N-T, present. Có liên quan, related. R-E-L-A-T-E-G. R-E-L-A-T-E-G, related. Phát âm, đọc. Pronounce, pronounce. P-R-O-N-O-U-N-G-E. P-R-O-N-O-U-N-G-E. Pronounce, phát âm, đọc. Các em thân mến, chúng ta đã kết thúc Unit 1. Cô đã giải bài tập của Unit 1 và đăng lên trong kênh của mình. Các em hãy tham khảo và làm bài tập trong đó nhé. Thân ái chào các em và hẹn gặp các em trong Unit 2.